cuối hồi thứ hai đi con. Cho con cho con rất là khó. Nữa mời bạn. Khi mình đã chọn một cái nghề thì mình phải yêu cái nghề đó. Thì mình không có nghĩ rằng là môn chính hay môn phụ. Mình chỉ nghĩ là nếu mình đã chọn cái nghề thì mình phải cố gắng mình làm cho tốt cái nghề của mình, cái bổn phận của mình đối với các em. Tại vì một cái môn mà mình theo mình nghĩ nó rất thuận lợi trong cái chuyện mà giáo dục các em, nhân cách của các em. Đặt con dao lên, ấn xuống, đúng không? Đó, một cái con đứng mắt về là nó rớt hết. Xuống về luôn nha, được chưa? Vào đây cho con. Rồi, tiếp tục, lấy. Cho tôi trở lại 28 năm về trước á, thì tôi cũng quyết định về trường này để giảng dạy cho các em. Tôi chỉ mong muốn là các em sau này các em đạt được những cái ước mơ. Tại vì học sinh của tôi á, nó không có ước mơ cao sang thì lắm. Ước mơ chỉ có một cái nghề. Có em thì ước mơ chỉ làm nhang thôi. Cầm thẳng gió, thế mà con khi như vậy thẳng ra. Đúng rồi, nhích chưa? Rồi. Đúng rồi. Làm như thế nào đây? Nhóm nào từ 5 ngày trở lên thì có 2 ngày. Rồi chúng ta nhìn.